Nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào vụ thu hoạch lúa hè thu với năng suất tăng và giá bán cũng ở mức cao. Hiện thương lái thu mua tại ruộng giá lúa tăng bình quân từ 300 đến 600 đồng 1 kg so với cùng kỳ năm trước. Vụ lúa hè thu năm nay toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống hơn 750.000 ha. Các trà lúa đang ở giai đoạn trổ chín. Đối với diện tích đang được nông dân thu hoạch, năng suất đạt khoảng từ 7 đến 8 tấn một hecta. Dự kiến trong vụ lúa này, đồng bằng sông Cửu Long sẽ đạt sản lượng 8,7 triệu tấn, trong đó sẽ có khoảng 2,3 đến 2,4 triệu tấn gạo hàng hóa cung ứng cho xuất khẩu. Với năng suất và giá bán lúa như hiện nay, sau khi trừ hết các khoản chi phí về sản xuất, phân bón, thuốc trừ sâu, trung bình đạt lợi nhuận khoảng 30 triệu đồng một hecta, và đây được xem là mức lợi nhuận cao ở vụ lúa hè thu trong những năm gần đây.